bây giờ mẹ đi tìm các ca đó, con có đi với mẹ không? Nếu mà con đi thì con lại ăn đấy thôi chứ đi. Thì để đi nào, để đi tìm các ca nào. Chẳng thấy các ca đâu, hả? Bé con lên đây xem là con gọi xem là ca có nghe thấy tiếng của con không nhá. Rồi ca lại đi ra sao? Con gọi đi. Ca. Gọi to lên. Ca. Ca ơi. Ca. Ô. Con thấy ca không? Con gọi ca ơi đi. Ca. Ca ơi. Ca. Không có. Đi ai mẹ biết không? Bây giờ mẹ bế con này, ca mà nghe thấy tiếng của con biết đâu ca ca lại chạy lại sao, ca đang ở đâu, ở đâu con chạy lại sao? Ca ơi. Ca. Ca. À, đưa có thấy chửi cháu thấy con khỉ ta ca ở đâu không? Không thấy. Không thấy ạ. Đâu nhỉ? Đi đâu nữa? Ca. Con đứng im này đi, để mẹ chờ lên đây xem sao không? Ca. Đâu bé? Ca. Ca. Đứng im đây. Để mẹ xem ca có ở trên cây không thôi. Nó phải vào. Để con đi chỗ khác mà tìm nó chứ. Ca. 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 Ca ơi. Ca. Ca. Nhìn đồ không có. Nhà đây mẹ bé nào. Con mỏi chân rồi đúng không? Cảm ơn được. Phải nhìn ở trên, nhìn trên mái xem này, xem ca có ở trên mái không này, rồi ở trên cây nữa. Nhớ chưa? Không có ca ở trên đây. Liệu ca có lên đây ca hái quả thì ca ở trên đây không nhỉ? Có quả mà không có ca. Mẹ con đi xuống đi, mẹ mỏi tay quá nhá. Xuống đi. Đi nào, mẹ chúng ta đi nào. Con phải gọi ca đi để ca mà nghe thấy tiếng của con ca. Ta thấy thì sao, không may mà ta lại đường thì sao? Người ta nghe thấy tiếng của con là ca lại đó. Ca. Ca.
ơi. Cây này, ca không trèo lên đây, ca mà trèo lên đây lại tìm thấy rồi. Trên cây với con phải kêu ca 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 thì không mai ca mới nghe thấy tiếng con nha. Quan trọng là cá hay trèo lên, hay con nhìn lên cây thôi. Con kêu nhiều con không mệt à?
bà có ở trong bụi không nào? Không. Đi con đứng ở đây, đây đi. Con xuống đi. Sợ cái gì nhỉ? Căng có ở đây rồi. Ca mà ở đây cơ mà. Mẹ với con gọi ca lại ra rồi. Được, mình đi về. Đi về xem bố có tìm thấy. Thấy rồi còn đi lên núi đi tìm.